Ngày 30 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao cho người dân trên địa bàn phường Núi Sam. Tại buổi tuyên truyền, Phòng PA05 Công an tỉnh An Giang đã thông tin những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, một số thủ đoạn tội phạm công nghệ cao thường sử dụng để giúp người dân cảnh giác và chủ động phòng tránh, đồng thời khuyến cáo người dân nếu không may trở thành nạn nhân của lừa đảo, cần dừng ngay việc gửi tiền, liên hệ ngay với ngân hàng, tổ chức tài chính để báo cáo lừa đảo, yêu cầu dừng mọi giao dịch, cần thu thập, lưu lại bằng chứng, làm đơn tố giác gửi tới cơ quan công an nơi lưu trú, cảnh báo cho gia đình, bạn bè đề phòng những phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm công nghệ cao hiện nay. Buổi tuyên truyền là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức tự giác của người dân, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Núi Sam.